Xin chào các bạn nha, mình nợ các bạn cái clip mà gắn cái gắt chân phụ dành cho con xe SH đời 2017, 18, 19, 20, 22, 24 luôn á. Yes. Thì hôm nay mình ghé nhà trường Y Đốc thì mình quay video cho mọi người luôn. Thì trước mặt mọi người đây là cái gắt chân phụ nè. Thì trường đã có gia công và làm cái sắt đen đen này nè, 5 ly này. Wow. Rất là dày, rất là chắc chắn nha. Rồi sau khi mà gắn vô á là mình sẽ test, mình đứng lên cho anh em xem để anh em thấy là cái độ cứng của nó như thế nào, và bao là phụ nữ bước lên luôn. Wow. Cái thứ hai là cái bộ này là trường làm rồi nha, bây giờ chỉ việc là lấy cái chìa khóa 10, cái T10 rồi mấy con ốc này đi theo hết trơn rồi. Woo. Chỉ việc là mở cái ốp đen này ra là gắn được rồi. Thì nếu mà mọi người không có thời gian ghé đây thì có thể tự làm ở nhà coi video clip, mọi người có thể lên xem hoặc là mình gửi clip cho mọi người, rất là dễ nha, không có gì khó hết. Rồi bây giờ bắt đầu tiến hành thôi. Đây, anh Trường anh sẽ mở cái con ốc 10 ở ngay vị trí này. Cái này phụ nữ có thể làm được nè. Rồi ở phía trong nó có cái nhựa, bát nhựa đấy nó là rồi à. Đây khi lấy cái miếng đen này ra thì mình sẽ thấy cái phần này trống ha. Thì xe zin nó có cái ống thép nó dẫn tới đây rồi nè, cho nên là bây giờ trường sẽ lấy cái đó ra luôn hả? Lấy cái chốt đó ra luôn. Cái chốt này thì mọi người lấy cái vít dẹp hay lít vít gì cũng được, nhỏ nhỏ, rồi lấy cái kềm bóp nó lại, kéo ra giống như trong clip ha. Đây mình lại dí sát vô cho mọi người xem đó. Rồi kéo nó ra, từ từ kéo ra thôi. Rồi kéo nó xong cắt nó đi hồi xài lại không, và lấy cái lông đền đó ra luôn. Rồi có mấy lông đền này bỏ hả? Bỏ, không xài lại miếng lông đền đó. Rồi bây giờ là nó có hai cái vị trí bắt vô cho nên rất là chắc đúng không Trường? Dạ. Cái này mình bắt vô. Rồi ở trên đây thì bắt xuyên qua luôn, để quay kỹ lại cho mọi người xem. Ok đây ha. Cái này là bắt vô vị trí của hồi nãy có lông đền kia đem ra bỏ rồi. Bây giờ ở trên đây thì bắt vô cái này nữa cho nên rất là cứng nha mọi người, tại vì thép không à. Thép với thép không à, cho nên rất là cứng. Đây là cái lý do tại sao có thể đứng lên được nha. Mọi người có thể yên tâm ha. Bây giờ mình quay cận cảnh như vậy rồi mọi người yên tâm hơn phần nào rồi đó. Rồi bây giờ chỉ việc chọt lại cái miếng chì hả? Đây Rồi giờ mình chỉ việc đá nó ra lại cho đừng có vuột ra thôi. Đó. Quá là đơn giản ha. Rồi. Coi như là xong ở dưới, ở trên thì giờ chỉ việc gắn vô lại. Gắn cái miếng đen vô trước nha. Miếng đen vô trước. Quay mà đổ mồ hôi luôn mọi người. Làm không có clip, không quay clip thì từ từ làm. Này có clip cho nên mọi người làm phút sẵn cho mọi người xem cho nó trọn vẹn cái clip. Rồi bắt cái con ốc 10 hồi nãy gỡ ra, giờ gắn vô lại. Rồi gắn vô lại là coi như là đè lại vô cái phía trên này đó. Rồi cái đó là thò tay trong hả? Để cho bỏ cái lông đền chiếc con tán lại lên. Thò tay trong ha, nãy là mình mới dặn thôi chứ mình chưa có lông đền, giờ thò tay vô cái lông đền. Cái đó mọi người từ từ làm ha, thò tay vô trong. Ẻo cái tay sao cho nó lọt vô phía sau của con ốc này nè. Rồi, sau đó bỏ cái miếng gì gọi là gì? Con tán lại. Tán sau lì vô rồi dặn lại. Dùng cái chìa khóa 10 ngắn ha mọi người. Dùng chìa khóa 10 ngắn. Cái này không quay được trong kia nha mọi người, tại vì nó bị khuất rồi. Cho nên mình chỉ quay xa xa mọi người hình dung ha. Ok qua đây. Trả vị trí bên kia. Lấy cái chìa khóa 10 ngắn vậy đó. Rồi lấy tay cảm nhận thôi ha. Cái công đoạn này mình theo mình á thì công đoạn này là mình lấy tay mình mò là cảm nhận của mọi người ha. Thì cái đầu mình có thể nhìn sát sát vô trong kia. Nhìn được nhiều nhìn thôi, đó. Anh Trường anh cũng cảm nhận lấy tay gờ thôi, dặn siết thôi. Dặn siết để cho nó chắc ha mọi người ha. Đó. Cần thì lấy cái này một tay giữ lại ở đây. Đó. Ok, càng siết chắc thì nó sẽ càng giữ cứng ở đó ha. Rồi, bây giờ một bên xong hả? Một bên. Gài lại cái con ốc nhựa. Cái gài nhựa này Trường cũng tặng luôn hả? Rất mất tiêu rồi. Rất mất hả? Đâu rồi, mua cái đó tặng cho khách luôn nếu mà khách rất mắc nha. Rồi gài vô lại cái ốc nhựa đó là của thằng xe có sẵn nãy lấy ra nữa, nó thất lạc rồi cho nên Trường tặng luôn cái con mới luôn. Rồi bây giờ đã xong một bên ha mọi người, bây giờ bên này mình có thể là mình đứng lên cho mọi người xem ha.
xíu nó xong đi rồi mình đứng cho mọi người xem ha. Bên kia khỏi quay hơn mọi người, quay một bên thôi nha. Bên kia thì nó đối nghịch lại, nó tương tự thôi. Bây giờ mình sẽ đứng lên cho mọi người xem ha. Nhờ anh Trường đứng lên luôn giùm ha. Anh Trường bước lên xe nè. Đó, anh Trường bước lên xe. Đó, bước lên rồi lên thôi. Đó, rồi bước xuống. Người phụ nữ cho khoảng 50-60 kg thì là cùng nè. Bây giờ tới lượt em nha mọi người. Đây, sao mình lên xe mọi người ha. Đây, bước lên. Đây nè. Ha, bước lên bỏ tay ra nè. Bây giờ mình bỏ tay ra, mình đeo lên luôn. Rất là tiếng mọi người. Đây, bao luôn. Đó, rồi bước lên đứng vọng luôn. Đứng vọng vậy luôn mà không ăn thua. Tại vì nó bắt vô sắc mà mọi người. Cho nên là giải mã vấn đề mọi người sợ gãy ha. Đây, cứng nha, sắc cứng nha. Tới 5 ly kiểu này bắt vô này thì bao luôn mọi người ha. Đây, rồi mình đã quay xong clip trả nợ mọi người nha. Mọi người ghé có mua gắn luôn. Cái này thì ghé ủng hộ Trường Inox số điện thoại mình sẽ để trong clip ha. Rồi địa chỉ thì mình cũng thể để luôn là số 1112 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân ha mọi người, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mọi người có ghé thì ủng hộ ha. Giá thì mình để số điện thoại mọi người hỏi nha, tại vì giá của Trường Inox cũng là đã mềm rồi. Đấy, giá đưa ra cũng hợp lý với cái công sức bỏ ra, mọi người không mắc đâu mọi người ha. Trường cũng đã gắn được rất là nhiều khách rồi. Mình hôm nay mình có thời gian ghé quay ủng hộ Trường ha. Cảm ơn Trường một lần nữa nha. Dạ. Rồi, ok mọi người, mình kết thúc clip nha.